Thông xin mời hỏi, tôi là Jin Yin. Xin chào các bạn, cô là Kim Ngân. Hoan nghênh các bạn quay trở lại SOP Hàn Ngữ Trung Tâm SSK3 Khơ Thắng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa SSK3 của Trung tâm Tiếng Trung SOP. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 16. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài số 16. 我现在累得下了班就想睡觉. 我现在累得下了班就想睡觉. Bây giờ tôi mệt đến nỗi tan làm là muốn đi ngủ, suy chào đi ngủ. Học. À, nào mà xuyên xin khờ trước chén nè. À, ủa chẳng cần thông xuyên mến thảo luận ý cơ quân thí. Trước khi vào bài mới thì cô muốn thảo luận với chúng ta một cái vấn đề nhỏ nhỏ. À, ví dụ, bây giờ cô đặt cho chúng ta một câu nhá. Rú của yếu y thiên, ủa biển tớ hẳn yếu chén. Nếu như một ngày tôi trở nên giàu có, chúng ta có yếu chén tính từ giàu có à? Biến tớ à, trở nên. Rú của yếu y thiên, ủa biến tớ hẳn yếu chén. Nếu như có một ngày tôi trở nên giàu có thì tôi sẽ làm gì nhỉ? À, rú của sư ủa nó. Rú của yếu y thiên, ủa biến tớ hẳn yếu chén. Ủa huê, ủa huê. Bà gia rần liếu dài tự dị sân biên. Bà gia rần liếu dài tự dị sân biên. Đúng mà? Gia rần là người nhà, đúng không nào? Liếu là giữ. Tự chỉ sân biên là bên cạnh mình. Nà mà, rú của sư nì mân nà, rú của yếu y thiên nì mân yế biên tớ hẳn yếu chén, nì mân huy gàm mà nà? Yếu đa rần huy xu hoàn yếu sư chìa. Yếu đa rần huy xu hoàn yếu sư chìa. Có những người sẽ chọn lựa là đi à, du lịch thế giới. Hay, yếu đa rần huy xuyển dỡ zô thứ sàn. Có những người thì chọn làm từ thiện. Thứ sản từ thiện đúng không nào? Nào mà, rú của sư nì mến tờ hoa, nì mến huê zô sân mơ nó. Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ làm gì? Chúng ta cùng suy nghĩ nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài mới của chúng ta. Khử vấn y, giải công sư. Giải công sư, ở trong công ty. Tí y gờ sân sứ, à, tí y gờ sân sứ. Chống sợ, chống sợ. Thành thị hay thành phố. Chúng ta có lượng từ của chống sợ có thể là cơ hoặc là zô. Cơ hoặc là zuo, được chưa nào? Zuo, zhe ge cheng she, hoặc là wo men ye ke yi shuo zhe zuo cheng she. Hǎo, thành phố ven biển, thành phố ven biển, chúng ta có từ yán hải, yán hải. Yán là ven, hải là biển. Yán hải cheng she, thành phố ven biển. Hay thành phố giàu nhất à, thành phố giàu thì chúng ta sẽ có là gì nhỉ? À, yǒu qiān là giàu đúng không nào? Yǒu qiān de cheng shì, thành phố giàu. Nǐ men zhī dào Yue Nan zuì yǒu qiān de cheng shì shì zài nǎ ma? Các bạn có biết là thành phố giàu nhất ở Việt Nam là đâu không nhỉ? À, đúng rồi, jiù shì à Hồ Chí Minh shì, chính là thành phố Hồ Chí Minh đúng không nào? Hǎo. Câu à, từ số 2 chúng ta có liên từ rú guǒ. Rú guǒ có nghĩa là nếu như. Hǎo, rú guǒ míng tiān tiān qì hǎo, wǒ men jiù qù pǎ shān. Nếu như ngày mai thời tiết đẹp, chúng tôi chiều chuyển phá san, chúng tôi sẽ đi đâu nhỉ? Phá san, leo núi, đúng không? Hảo. Nào mà, rú của, mình thiên, thiên chỉ hảo đó hoa, nên nì mến huy chuyển nào nữa? Còn các bạn thì nếu như thời tiết đẹp, các bạn sẽ đi đâu nhỉ? Hảo. Hay là, rú của, yếu y thiên, ủa biên tớ hẳn yếu chén. Rú của, yếu y thiên, ủa biên tớ hẳn yếu chén. Nếu như có một ngày tôi, biên tớ trở nên yếu chén, giàu có. Từ số 3 chúng ta có động từ rần wéi. Rần wéi có nghĩa là nghĩ hay là cho rằng hoặc là tin rằng. Thể hiện cái quan điểm cá nhân, quan điểm chủ quan của mình. Wo rần wéi qián yue duo yue shǎo. Nǐ men you mei you zhe yang rần wéi? Chúng ta có nghĩ như thế không nhỉ? Rần wéi qián yue duo yue shǎo. Đúng mà? Chúng ta có cấu trúc gì nhỉ? Yue yue, càng càng. Yue duo yue shǎo, càng nhiều càng ít, đúng không nào? Tôi cảm thấy là cái tiền thì càng nhiều càng ít, tức là bao nhiêu cũng không đủ ấy. Lại, hiện tại chúng ta cùng xem xét Việt Nam một số du lịch thành phố. Du lịch, du lịch thành phố, các cái thành phố du lịch. Hảo, Việt Nam một số du lịch thành phố, các cái thành phố du lịch ở Việt Nam. Ừ, chúng ta đã biết những cái thành phố du lịch nổi tiếng nào ở Việt Nam chưa? Hảo, à, chứ sao nào nó? Ở đây là đâu nhỉ? Ở đây có cầu rồng đúng không nào? Cầu rồng thì ở, tuệ, Xiên Cảng, Đà Nẵng, Xiên Cảng, Đà Nẵng. Rồi, tiếp theo, Xia Long Wan, Xia Long Wan, Vịnh Hạ Long, Xia Long Wan, Vịnh Hạ Long. Phủ Quốc Đảo, Phủ Quốc Đảo, Đảo, Phủ Quốc, Phú Quốc. Họ, 最后, Giá Trang,
Giá Trang, thành phố Nha Trang. Đây là bốn cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Lái Trung Quốc lưu dấu tờ yếu khở. Y ban tâu huệ lái trở sư có lưu dấu chống sợ. Những cái khách du lịch mà tới Việt Nam du lịch thì thường là họ sẽ tới những cái thành phố du lịch, bốn thành phố du lịch này. Đặc biệt là khách du lịch người Trung Quốc. Khách du lịch người Trung Quốc thì ở Nha Trang rất là đông luôn. Tùy tour. Họ, xin giải giám mê chỉ tú khờ vấn cùng đọc hội thoại nhé. Tại công sư, trong công ty. 我不喜欢一直住在同一个城市, 想去其他城市看一看。 我年轻的时候也这么想, 但是那时候没有钱。 如果有钱就去了。 那您发现, 那您现在为什么不去? 现在钱不是问题了，主要是没有时间。我认为现在您有时间也不会出去玩。你说得对，我现在累得下了班就想睡觉。好，现在咱们一边读一边翻译。我不喜欢, tôi không thích, 一直, cứ suốt ngày, 住在同一个城市, ở trong một cái thành phố, ở trong cùng một cái thành phố. 想去其他城市, 看一看, 其他, khác, 其他城市, thành phố khác. 对, 想去其他城市, 看一看, tức là không muốn cứ ở mãi trong một cái thành phố, mà muốn tới các cái thành phố khác để xem. 我年轻的时候, 时候, lúc hay là khi, 年轻, còn trẻ, 我年轻的时候, khi còn trẻ, 也这么想, 这么, như vậy, 这么想, cũng nghĩ như vậy, 但是, nhưng mà, 那时候, 那 là khi, 那 là kia hay là đó, 时候 là lúc, lúc đó, 没有钱, không có tiền, 如果有钱, nếu như có tiền, 就去了, thì đã đi rồi. 那您发现, 那您现在为什么不去? Thế thì tại sao bây giờ? Anh lại không đi nữa. 现在钱不是问题了. Bây giờ, 钱, tiền, 不是, không phải, 问题, không phải vấn đề. 主要, chủ yếu là, 没有时间, không có thời gian. 我认为, tôi nghĩ rằng, 现在, hiện tại, 您有时间, ngày, hay anh có thời gian, 也不会出去玩, cũng sẽ không đi ra ngoài chơi. 你说得对, nói rất là đúng. 我现在, bây giờ tôi, 累得, mệt đến nỗi, 下了班, tan làm xong, 就想睡觉, muốn về đi ngủ luôn. Lại, chúng ta có hai câu hỏi ở đây. Châu Minh niên xinh đờ sơ hô, vì sơn mơ mấy chư lùi xinh? Hảo. Châu Minh niên xinh đờ sơ hô, vì sơn mơ mấy chư lùi xinh? Khi còn, khi Châu Minh còn trẻ, tại sao ông ấy lại không đi du lịch? Câu hai, hiện tại Châu Minh vì sơn mơ bù nâng chư lùi xinh? Hiện tại Châu Minh tại sao lại không thể đi du lịch được? Lại, bọn mình chỉ thính lưu in, ráng hồ hỏi táo ẩn thí. Cùng nghe đoạn băng và trả lời câu hỏi nhé. 课文 1, 在公司 Text 1, In the company 我不喜欢一直住在同一个城市,想去其他城市看一看。我年轻的时候也这么想,但是那时候没有钱,如果有钱就去了。那您现在为什么不去? 现在钱不是问题了,主要是没有时间。 我认为现在您有时间也不会出去玩。你说的对，我现在累的下了班就想睡觉。Rồi cùng đến với câu trả lời cho câu 1. Châu Minh niên xinh đờ sơ hô, vì sơn mơ mấy chư lùi xinh? Tại sao khi còn trẻ Châu Minh lại không đi du lịch? Châu Minh sô, 我年轻的时候也这么想。 但是那时候没有钱, 如果有钱就去了, 那么原因,
是什么呢？给原因带下呢？因为那时候他没有钱。嗯，因为那时候他没有钱。Tại vì cái lúc đó thì ông ấy không có tiền. 好，câu hai. 现在周明为什么不能去旅行？ Còn hiện tại thì Chu Minh tại sao lại không thể đi du lịch? À, 是不是没有钱呢？啊，có phải là do ông ấy không có tiền không nhỉ? 啊，不是。来，我们一起看。周明说：“现在钱不是问题了，主要是没有时间。”好，那么现在不是没有钱去旅行，而是没有时间去旅行。Hiện tại Trung Minh à, thuộc vào cái tình hình như thế nào nhỉ? À, không phải là không có tiền đi du lịch mà là mấy giờ thời gian đi du lịch, không có thời gian đi du lịch đúng không nào? Y vế thai mắng, thai mắng lọ. À, tại vì là công việc rất là bận đúng không nào? Hiện tại, tôi mình đều gần Trung Minh ý yàng, đúng không? Đại học bị hiệu, chú à, lý trí chào công dụ, rồi chú y trí mắng, mấy giờ thời gian đi du lịch. 年轻的时候有时间，但是没有钱。Bây giờ chúng ta đều như thế đúng không nào? Khi tốt nghiệp thì chúng ta vội vã tìm công việc, sau đó thì không có thời gian để đi đâu cả. Cái lúc còn trẻ có thời gian thì lại mấy giờ chén lại không có tiền. 课文二，在同事家，ở nhà của gì nhỉ? 同事，đồng nghiệp. 好，第四个生词từ mới số 4 chúng ta có danh từ 皮鞋，có nghĩa là giày da. Chúng ta có 鞋 là giày và 皮皮 chính là da, da trâu thì chúng ta có gì nhỉ? Da trâu hay da bò chúng ta có gì nhỉ? Niếu pí đúng không nào? Niếu pí à, da bò hay là da gà thì cũng sẽ là chi pí, à, chi pí đúng không nào? Thì pí chính là à, da. Họ còn da người thì chúng ta dùng từ gì nhỉ? À, cũng dùng từ pí hoặc là từ pí phu, pí phu à, là cũng là da người thấy chưa nào? Họ xía à, trong là xía chữ là xía là dây. Hay chúng ta có gì nhỉ? Niếu pí xía là dây, dây da. Thế còn xưởng sản xuất dây da thì chúng ta dùng từ nào đấy? Chúng ta có gì nhỉ? Pí xía chẳng. À, chúng ta có từ chẳng. Chẳng là xưởng, được chưa nào? Chẳng là xưởng, à, công chẳng, công xưởng. Từ số 5 chúng ta có danh từ mạo zi là mũ. Lượng từ của cái mũ thì chúng ta dùng lượng từ tiếng. Tiếng, từ này chúng ta sẽ đọc là tiếng nhá. À, y tiếng màu dự, một cái mũ. Lại, của mình chỉ đủ. Mama kế ua mải là y tiếng màu dự. Mama kế ua mải là y tiếng màu dự. Mẹ tôi mua cho tôi một cái mũ đúng không nào? Lại, tí liệu của sân xứ từ mỗi số 6 chúng ta có động từ trảng. Trảng, động từ có nghĩa là lớn lên hay là phát triển. Chúng ta nhìn từ này có quen không nhỉ? Đúng rồi, rất quen đúng không? À, từ này chúng ta còn một cái ý nghĩa nữa. Ý nghĩa nữa đó là dài đúng không nào? Đó. Chúng ta sẽ có hai âm đọc, một là trảng động từ lớn lên và hai đó là trảng danh từ tính từ dài. À, nếu đọc là trảng thì nó có nghĩa là dài. Ví dụ, 我的头发很长, tóc của tôi 很长, rất là dài đúng không? Nếu chúng ta đọc là trảng, ZH trảng, thì nó có nghĩa là gì? Động từ lớn lên hay phát triển. Ví dụ chúng ta có 他长得很帅, 他长得很帅, anh ấy làm sao nhỉ? À, lớn lên rất đẹp trai đúng không nào? Hay là 他长得很高, à, 他长得很高, à, cô ấy lớn lên rất là cao. Hay là 他长得跟妈妈一样, à, 他长得跟妈妈一样, cô ấy lớn lên giống như mẹ của cô ấy vậy, à, 他长得跟妈妈一样. Thì trong trường hợp này nó là động từ, à, lớn lên hay là phát triển. Rồi từ số 7 chúng ta có tính từ khở ai, à, đáng yêu. Họ đáng yêu thì chúng ta ghép với cái phó từ chỉ mức độ chí là. Chí là hôm trước chúng ta học thì chúng ta có thể nói một câu là gì nhỉ? À, đáng yêu, rất là đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Khở ai chí là, đúng rồi. Khở ai chí là. À, ní nữ ở khở ai chí là. Con gái của bạn đáng vô cùng đáng yêu. À, thông xin bên khán, trang thú biện. À, khở ai mà? Đúng, khở ai chí là.
好，继续第八个生词 từ mới số 8 chúng ta có danh từ mỉ. Mỉ có nghĩa là mét. Rồi, à, ta cao 1m75. Khi nói về chiều cao thì mình sẽ nói là ta cao 1m75. À, cô ấy cao 1m75 hay là ủa cao 1m65 hay là tôi cao 1m65, đúng không nào? Được chưa nào? Tiếp theo từ số 9 chúng ta có danh từ công chín là kg. Và chúng ta có chín. Chín thì là 1/2 kg. Tức là 0,5 đấy, 0,5 kg. Rồi. 我想买一公斤橙子. Tôi muốn mua 1 kg trứng zi. À, cam. Họ, thứ 10 cơ. Bí zi, bí zi, ha, bí zi, mũi. Họ, ta de bí zi gen ta mama yi yang gao. À, mũi cao thì chúng ta sẽ dùng tính từ cao. À, ta de bí zi gen mama yi yang gao. Mũi của cô ấy cao giống như mẹ của cô ấy. Trái nghĩa với cao thì chúng ta sẽ không dùng ti, chúng ta sẽ không dùng thấp, mà chúng ta sẽ dùng à ta. Từ đây chúng ta đọc là tha nhá. À, tha. À, mũi cao, cao bí zi, à, mũi thấp hay mũi tẹt, tha bí zi. Họ. Tiếp theo từ số 11 chúng ta có danh từ thấu phả. Thấu phả, tóc, khay thấu phả, tóc đen, bái thấu phả, tóc trắng. Họ. Chúng ta có các từ mở rộng sau, lý phả tiện, lý phả tiện. À, thì lý phả tiện là gì? À, tiệm cắt tóc, đúng không nào? Chiển thấu phả, chiển thấu phả là động từ cắt tóc. Hay lý phả sư, lý phả sư, à, chính là thợ cắt tóc. Lý phả sư, thợ cắt tóc. À, 今天我觉得我的头发有点长. À, hôm nay cô thấy rằng là tóc của cô làm sao nhỉ? Yếu điển trắng, hơi dài. À, 所以呢,我就去理发店,理发店, chiển thấu phả. Vì thế mà cô sẽ tới làm sao nhỉ? Tiệm cắt tóc để chiển thấu phả để cắt tóc. Ráng hô, sau đó, tại lý phả tiện, ở trong tiệm cắt tóc, 我见了一个非常帅的理发师. À, 我见了一个非常帅的理发师. À, cô đã gặp một cái anh thợ cắt tóc rất là đẹp trai. Rồi, tiếp theo, 我们一起读课文, cùng đọc hội thoại nhé. 在同事家, ở nhà của đồng nghiệp. Lại. 同事说：“谢谢你们来看我女儿，你送的小皮鞋和小帽子真漂亮。别客气，你女儿长得白白的，胖胖的，真可爱。现在多高了？快1米了，25公斤。” 你看他鼻子小小的，头发黑黑的，长得像谁？长得像谁？像他爸爸。刚出生时，他爸爸高兴得一个晚上都没睡着。好，现在我们一边读一边翻译。谢谢你们， cảm ơn mọi người, 来看我女儿, tới thăm con gái tôi. 你送的小皮鞋, cái giày da mà chị tặng, 和小帽子, và cái mũ nữa, 真漂亮, à, đẹp lắm. 别客气, đừng khách sáo, 你女儿长得白白的, à, con gái của bạn, à, con gái của chị hay con gái của em, làm sao nhỉ, à, lớn lên rất là trắng, 胖胖的, à, kiểu mũm mĩm, à, 真可爱, à, thật đáng yêu. 现在多高了? À, bây giờ đã cao bao nhiêu rồi? 快, sắp 1米了, sắp 1 mét rồi. 25公斤, 25kg. 你看他鼻子, à, bạn nhìn xem cái mũi của nó, 小小的, nhỏ xinh, 头发, hơi hơi đó, à, tóc thì đen nhánh, 长得像谁? À, 长得像谁? Trông giống ai? 像他爸爸, giống như bố của nó. 刚出生的时候, à, 刚出生, cái lúc mà mới sinh. 他爸爸, bố của con bé hay bố nó. 高兴得, vui đến nỗi, làm sao nhỉ? 一个晚上, cả một tối. 都没睡着, à, 睡着, ngủ.
都没睡着，感冒多流，流空母。来，我们一起看同事的女儿长得怎么样啊？ Con gái của cái người đồng nghiệp này thì có vẻ ngoài như thế nào? Nào, chúng ta cùng nghe đoạn băng và trả lời câu hỏi nhé. Lại, 我们一起听录音，然后回答问题。课文二，在同事家。Text 2, at a colleague's home. 谢谢你们来看我女儿，你送的小皮鞋和小帽子真漂亮。别客气，你女儿长得白白的、胖胖的，真可爱。现在多高了？快一米了，25公斤。你看她鼻子小小的，头发黑黑的，长得像谁？像她爸爸。刚出生时，她爸爸高兴的一个晚上都没睡着。好，同事的女儿长得怎么样？con gái của đồng nghiệp, con gái của cái vị đồng nghiệp này thì như thế nào, trông như thế nào? 来，我们一起看。你女儿长得白白的，胖胖的，真可爱。tiếp này, 你看她鼻子小小的，头发长黑黑的。那就那啊，那么。同事的女儿长得怎么样呢？对，同事的女儿长得白白的、胖胖的，然后鼻子小小的，头发黑黑的。那行了，聊聊够小了，小够呢？好，第二条百合团说吧，课文三，在公司啊，在公司的工地，第十二个生词动词检查，检查，讲给了检查。来，我们一起写。Mộc này, nhân này. Thấy chưa nào? Chá, mộc này, nhật này. Nhất. Hảo, kiểm tra, kiểm tra. Sự truyền đã hoàn lạ. Ý định yếu tử xị kiểm tra ý biện. Chúng ta có sự. Trong từ khảo sự là kỳ thi. Truyền chính là bài thi. Sự truyền chính là bài thi. Đã hoàn lạ, đã trả lời hoàn xong. Đã hoàn lạ, trả lời xong rồi. Ý định, nhất định, yếu phải. Tỉ xị, tỉ xị là tỉ mỉ hay cẩn thận. Kiểm tra, kiểm tra, ý biện, một lần, ý biện, một lần. Học từ số 13 chúng ta có gì nhỉ? Động từ xoa giá, xoa giá có nghĩa là gì? Đánh răng đúng không nào? Giá ở đây chính là răng, của mình là giá sử. Học, hò hò, xoa giá, đánh răng cẩn thận. Đúng không nào? Hò hò, cẩn thận. Hò hò, xoa giá, đánh răng cẩn thận. Xoa giá tờ, xí quan, xí quan là gì nhỉ? Thói quen đánh răng đúng không nào? Xoa giá đó xí quan hay là xoa giá sư ý cơ hảo xí quan. Đánh răng là một thói quen tốt đúng không nào? Ủa mình giáo kể hái dự dàng sớm xoa giá đó xí quan, chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái thói quen đánh răng cho trẻ em. Xin chào, giờ mình chỉ tú khờ vấn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc hội thoại. Khờ vấn san tại công sư, bài khoa số 3 ở công ty. Ủa tôi giá hái sư hẳn thẳng. Rú của bù sư phụ. 就去医院检查一下吧。检查好几次了，但是没什么用。大夫怎么说的？每次医生都告诉我，回家好好刷牙。好，现在咱们一边读一边翻译。我的牙让我都还是吻很疼 rất đau。如果不舒服啊，nếu như cảm thấy khó chịu hay nếu như không thoải mái。就去医院检查一下吧thì tới bệnh viện检查一下吧检查检查检查 một chút đi. 检查好几次了检查mấy lần rồi chúng ta sẽ thêm 好 để nhấn mạnh vào thôi. 检查好几次了检查mấy lần rồi. 但是nhưng mà mấy 什么用nhưng mà không có tác dụng gì mấy 什么用大夫怎么说的thầy thuốc hay đại phu 怎么说的 nói như thế nào.Mỗi lần y sinh đều nói với tôi, mỗi lần mỗi lần thì chúng ta tạm dịch là lần nào đấy. Y sinh đều nói với tôi, lần nào bác sĩ cũng nói với tôi, nói với tôi, cuối cha họ ho xoa giá, trở về nhà thì làm sao? Đánh răng cho tử tế, đúng là họ ho xoa giá.
好，chúng ta cùng xem câu hỏi. 小刚为什么牙疼? 戴小丢cương lại bị đau răng. 好, 现在咱们听录音, 然后回答问题. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn băng và trả lời câu hỏi nhé. 课文 3. 在公司. Text 3. In the company. 我的牙还是很疼。 如果不舒服,就去医院检查一下吧。 检查好几次了,但是没什么用。大夫怎么说的? 每次医生都告诉我回家好好刷牙。好,同学们,你们可以回答了吗? 啊,请大家共同回答了。那请大家共同回答答案呀。 小刚为什么牙疼,戴小丢cương lại bị đau răng呀? 好,嗯,chúng ta phải suy luận, cái câu này chúng ta phải suy luận một chút nhé. 好,小刚说,每次医生都告诉我, 回家好好刷牙. Bác sĩ nói với Tiểu Cương làm sao nhỉ? Trở về nhà thì đánh răng cho tử tế. Thế thì suy ra là trước đây bạn ấy không đánh răng tử tế cho nên là mới bị đau răng. À, nào, mình sẽ hồi tán nó. 小刚为什么牙疼呢? 对,因为他在家不好好刷牙. Tại vì là Tiểu Cương không làm sao nhỉ đánh răng cho tử tế khi ở nhà. Hãy chia sẻ. 课文四,人和人之间的关系,冷冷的,人和人之间的关系,冷冷的,关系,关系,关系 làm sao nhỉ? Quan hệ giữa người với người thì làm sao? Lỏng là động từ, là tính từ lạnh, tức là cái quan hệ giữa người với người là lạnh nhạt. Họ, chúng ta có từ mới, quan hệ có hai ý nghĩa. Ý nhất đó là quan hệ thì chính là cái ý nghĩa trong câu tiêu đề của chúng ta. Rấn khơi rấn trư chiên tỏ quan hệ giữa người với người. Và ý nghĩa thứ hai đó là liên quan. Nào, chúng ta cùng xem các ví dụ. Rấn khơi rấn trư chiên, rấn khơi rấn tỏ quan hệ giữa người và người. Tha mến sử phu chi quan hệ, tha mến sử. Phu chi quan hệ, ni men zhi dao zhe dui fu qi ma? Các bạn có biết cái đôi vợ chồng này không nhỉ? À, nào mà phu chi quan hệ, shen yi si? Đúng rồi, chính là quan hệ vợ chồng. Gen ni mei quan hệ, gen ni mei quan hệ. Trong trường hợp này thì quan hệ lại có nghĩa là liên quan. Gen ni mei quan hệ, không có liên quan gì tới bạn. Gen ni mei shenme quan hệ. Zhe jian shi, dou shi wo de cuo. Cái việc này đều là lỗi của tôi. Đều là lỗi sai của tôi. Gen ni mei shenme quan hệ. Không có liên quan gì tới bạn cả, đúng không nào? Gen ni mei shenme quan hệ. Rồi tiếp theo danh từ bie ren. Bie ren có nghĩa là người khác. Lại, he bie ren shuo hua. He bie ren shuo hua là gì nhỉ? Nói chuyện với người khác. He bie ren shuo hua. Bie ren 怎么说? Chúng ta sửa lại cho cô một chút. Bie ren zenme bu zhong yao. Bie ren zenme bu zhong yao. Người khác nói như thế nào? Zenme shuo bu zhong yao, không quan trọng. À, zhong yao de shi ni ziji zenme xiang, đúng không? Người khác nói cái gì không quan trọng. Zhong yao de shi, quan trọng là làm sao ni zenme xiang, quan trọng là bạn nghĩ như thế nào, đúng không? Bie ren zenme shuo bu zhong yao. À, có rất nhiều người nói, à, kết hôn là ai chính là phấn mộ, à, hôn nhân là ai chính là phấn mộ, kết hôn, à, hôn nhân chính là gì nhỉ? Nấm mộ của tình yêu, đúng không? Tàn sử, bia rấn dẫm số, bố trung yào, trung yào tờ sử, nị dẫm xiảng, nhưng mà người khác nói sao thì cũng không quan trọng là bạn nghĩ sao thôi, đúng không? Thì cứ theo suy nghĩ của chính mình. Hảo, hay là bia rấn tờ sử, bia rấn tờ sử, à, bố sử, tự dị tờ sử, bố sử, nị tờ sử, đúng không? Chứ sự bia rấn tờ sự, đây là chuyện của người khác, đây là việc của người khác. Bố sự nì tự dì tờ sự, không phải là việc của chính bạn. À, số ý nè, à, bố giàu tra rưỡi. Vì thế mà đừng có gì nhỉ, à, đừng có nói chen vào, đúng không nào, bố giàu tra rưỡi. Rồi, tiếp theo chúng ta có danh từ cử ngữ. Cử ngữ có nghĩa là từ ngữ. Tha dùng tờ cử ngữ hẳn cao chí. Tha dùng tờ cử ngữ hẳn cao chí. Từ ngữ cũng sẽ phân các cái cấp độ là thấp, trung bình và cao. Thế thì tha dùng tờ cử ngữ hẳn cao chí có nghĩa là gì nhỉ? À đúng rồi, những cái từ ngữ mà cô ấy sử dụng làm sao hẳn cao chí, à, rất là cao cấp, đúng không nào? Trong tiếng Trung thì nếu mà chúng ta dùng được thành ngữ trong giao tiếp thì đấy gọi là cao chí, thì sẽ gọi là cao cấp nhé. Rồi, 我们一起读. 人和人之间的关系冷冷的.
quan hệ giữa người với người lạnh nhạt lại. 很多人都觉得现在人和人的关系冷冷的，这可能是因为工作太忙，忙得没时间跟别人见面，累得不愿意和别人多说话。其实，我们应该多对别人笑笑，说话时。 如果能多用一些，您好，谢谢。这样的词语和别人的关系就会变得更好，更好。来，我们现在一边读一边翻译。很多人都觉得 rất nhiều người đều cảm thấy 现在，现代，人和人的关系冷冷的， quan hệ giữa người với người lạnh nhạt. 这, đây, 可能, có thể, 是因为, là bởi vì. 工作太忙, công việc quá bận, 忙得, bận đến nỗi, 没时间, không có thời gian, 跟别人见面, gặp gỡ người khác, 累得不愿意和别人说话, mệt đến nỗi, không muốn, 和别人说话, nói chuyện với người khác. 其实, thực ra, 我们, chúng ta, 应该, nên, tua tuổi bia rấn xiao xiao, nên cười nhiều với người khác hơn. Số hoa sứ, lúc nói chuyện. Rú của, nếu như nâng tua dùng y xie, nín hảo. Nếu như có thể dùng nhiều các cái từ như nín hảo, xin chào, hay xie xie, cảm ơn. Trời yang đó xứ ủy, những cái từ như vậy. Hứa bia rấn đào quan xie, thì cái quan hệ với người khác, chiều huế biển tớ cần hảo, thì sẽ trở nên tốt đẹp hơn, đúng không nào? Chúng ta lại gặp lại từ biển tứa trở nên, biển tứa, biển tứa hiểu chén trở nên giàu có, hay biển tứa cần hảo trở nên tốt hơn. Lại, vì sao hiện tại nhân và nhân chi gian đó quan hệ lỏng lỏng đó? Tại sao hiện tại quan hệ giữa người với người lạnh nhạt lỏng lỏng đó? Câu 2. 我们怎么做才能让关系变得更好? 我们怎么做才能让关系变得更好? Chúng ta phải làm như thế nào thì mới khiến cho cái mối quan hệ 变得更好, trở nên tốt hơn? Lại, 我们一起听录音, 然后回答问题. 课文四 Text 4 很多人都觉得现在人和人的关系冷冷的。 这可能是因为工作太忙，忙得没时间跟别人见面，累得不愿意和别人多说话。其实，我们应该多对别人笑笑，说话时如果能多用一些“您好”“谢谢”这样的词语，和别人的关系就会变得更好。So, chúng ta cùng đến với câu trả lời. 为什么现在人和人之间的关系冷冷的? Tại sao hiện tại quan hệ giữa người với người lại lạnh nhạt như thế? Chúng ta cùng xem. 这可能是因为工作太忙, 忙得没时间跟别人见面, 累得不愿意和别人说话. 好, đây chính là đáp án trong câu 1 của chúng ta. 为什么现在人和人之间的关系冷冷的呢? Yên vậy, hiện tại công việc thái mắng, mắng tớ mấy sử dụng gần bìa rấn chèn miệng, lệ tớ bú yên yếu hờ bìa rấn xô hoa. Có đúng không nhỉ? Tại vì là hiện tại công việc rất là bận rộn, bận đến nỗi mà không có thời gian nói gặp gỡ người khác và mệt. Khi làm việc thì chúng ta sẽ mệt đúng không nào? Thì mệt đến nỗi là sao nhỉ? Không muốn nói chuyện với người khác luôn. Rồi câu 2, 我们怎么做? 才能让关系变得更好. Chúng ta phải làm sao thì mới có thể khiến cho cái mối quan hệ đó nó trở nên tốt đẹp hơn. Lại. 我们应该, chúng ta nên 多对别人笑笑, cười nhiều hơn với người khác. 说话时, lúc nói chuyện. 如果能多用一些, 您好, 谢谢, 这样的词语, 和别人的关系, 就会变得更好,
Rồi, thế thì chúng ta đã tìm được câu đáp án cho câu này chưa nhỉ? Nào, chúng ta làm thế nào để mối quan hệ trở nên tốt hơn? Chúng ta làm thế nào? Nên cười nhiều hơn. Số hoa sứ lúc nói chuyện thì làm sao? Tua dùng y xie, nín hảo, hờ, xie xie. Chúng ta làm thế nào? Chúng ta làm thế nào? Chúng Huế biển tớ cần hảo. Như thế thì mối quan hệ giữa người với người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần ngữ pháp của bài số 16. Rồi, điểm ngữ pháp đầu tiên, cấu trúc đầu tiên trong buổi ngày hôm nay đó chính là cấu trúc rũ của tờ hỏa chịu. Nếu thì, cấu trúc này chắc chắn là chúng ta đều biết rồi, đúng không nào? Rũ của, nếu, có thể thêm tờ hỏa, họ có thể bỏ đi cũng được, được chưa? Rồi, rũ của tờ hỏa, nó vẫn mang nghĩa là nếu thôi. Chịu thì tiếp theo. Và chú ý một điều cho cô, đó là nếu trong câu mà có hai chủ ngữ thì chú ý chủ ngữ số 2 chúng ta sẽ đặt trước chịu. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu phần ví dụ. Rú của nì thai lây lợ. Nếu nì thai lây lợ, bạn mệt quá. Chịu thì xiu xì yu huở, nghỉ một chút. Rú của nì thai lây lợ, chịu xiu xì yu huở. Câu 2, 如果你喜欢, nếu bạn thích, 我就给你买, tôi sẽ mua cho bạn. Nếu bạn thích, tôi sẽ mua cho bạn. 如果你喜欢,我就给你买. 如果你喜欢,我就给你买. Được chưa? Rồi, trong câu số 2 thì ở đây chúng ta có hai chủ ngữ và chủ ngữ số 2 chúng ta chú ý là phải đặt trước phó từ 就. 如果你喜欢, 我就给你买. Đừng bạn nào nói là 如果你喜欢, 就我给你买. Như thế là sai nhá. Nhớ, chủ ngữ đặt trước 就. 我就给你买. Tiếp theo câu số 3. 如果有钱的话, 如果有钱的话, 我就去游泳, 我就去游泳. 如果, nếu, 有钱, có tiền, 的话, thêm vào cũng được và bỏ đi cũng được. 如果有钱, hoặc là 如果有钱的话, thì đều mang nghĩa là nếu có tiền. 我就去游泳. Rồi, 游泳, bơi, bơi lội đó. 如果有钱的话, 我就去游泳. Nếu có tiền, tôi sẽ đi bơi. Thì tôi sẽ đi bơi. 如果有钱的话, 我就去游泳. 那你们呢? 如果有钱的话, 你们就做什么? Các bạn thì sao? Nếu các bạn có tiền thì các bạn sẽ làm gì? Tiếp theo câu số 4. 如果不舒服, nếu không thoải mái, nếu khó chịu, 就提去医院检查一下吧, tới bệnh viện kiểm tra đi. 如果不舒服, 就去医院检查一下吧. Rồi, rất là đơn giản cho nên là chúng ta sẽ lướt qua. Tiếp theo là chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Ở đây thì người ta sẽ cho chúng ta trước một vế và nhiệm vụ của chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu 如果的话就 để hoàn thành vế còn lại. 如果明天下雨的话, 如果明天下雨的话, 如果, nếu, 明天, ngày mai, 下雨, mưa, 如果明天下雨的话, nếu ngày mai mưa thì các bạn sẽ như thế nào đây? Rồi, chúng ta cùng xem đáp án của cô. 我们就去喝啤酒和吃炸鸡. Rồi, nếu như ngày mai mưa thì chúng ta sẽ đi hơ pí rượu, uống bia và chư trà chi, ăn gà rán, được chưa? Bạn nào mà là fan của phim Hàn Quốc thì chắc chắn rất quen với cái thói quen của người Hàn, đó chính là ăn gà rán kết hợp với uống bia. Rồi, câu số 2. 如果考试得很好的话, nếu như thi tốt thì tôi sẽ mời bạn đi ăn. 我就请你吃饭. Đâu nào? Rồi, chúng ta cùng xem đáp án của cô. Bà bà, à, bà ma, hội gây wo mải yi liang mô thua chơ. Nếu thi tốt thì bố mẹ sẽ gây wo mải, mua cho tôi yi liang mô thua chơ, một chiếc xe máy. Câu số 3. Wo jiu gen peng you qu thi zu qiu, thì tôi sẽ đi đá bóng với bạn. Điều kiện gì để các bạn đưa ra cái kết quả đó là đi đá bóng với bạn nhỉ? Ví dụ nếu như là ai đã có gia đình thì có thể nói là nếu như không phải trông con chẳng hạn thì tôi sẽ đi đá bóng với bạn. Đó nào. Rồi, chúng ta cùng xem đáp án của cô.
如果今天没有作业，nếu như hôm nay không có bài tập, 我就跟朋友去踢足球, thì tôi sẽ đi đá bóng với bạn. 踢足球 là đá bóng, được chưa? Rồi còn câu vừa rồi, nếu như hôm nay không phải trông con, 如果今天不用看孩子, 中间看孩子, 我就跟朋友去踢足球, thì tôi sẽ đi đá bóng với bạn. Rồi chúng ta cùng chuyển sang điểm ngữ pháp số 2 và cũng là điểm ngữ pháp rất là quan trọng trong bài ngày hôm nay, đó chính là bổ ngữ trạng thái và dạng số 2. Rồi, tại sao lại là dạng số 2? Vì dạng số 1 chúng ta đã học rồi, để chạm bổ ngữ trạng thái, kiến thức HSK2. Nếu chúng ta học giáo trình Hán ngữ thì nó nằm ở khoảng bài số 22 gì đó. Cô nhớ là như thế, ở quyển số 2 của quyển Hán ngữ nhá. Rồi cô ôn lại một chút, dạng 1 là gì? Dạng 1 thì chúng ta sẽ là có cái mẫu đó là động từ tứa, tính từ. Cái này là cô cho chúng ta cái mẫu khái quát để chúng ta ôn lại thôi. Ví dụ, học giỏi, xuế, tứa, hậu, tính từ hậu, học giỏi, xuế, tứa, hậu, được chưa? Xuế, tứa, hậu. Hay làm tốt, zuo de hao, zuo de hao. Thì đó là dạng 1 của bổ ngữ trạng thái, được chưa? Và hôm nay chúng ta sẽ học dạng số 2, nó phức tạp hơn một chút và ý nghĩa của nó cũng khác. Xuế tứ họ và chùa tứ họ thì dùng để đánh giá cái động tác, đúng không nào? Đánh giá động tác học, đánh giá động tác làm. Thế còn bổ ngữ trạng thái dạng 2 thì nó sẽ dùng để miêu tả cái mức độ, hay chúng ta quan tâm đến từ mức độ, được chưa? Mức độ của hành động hoặc là trạng thái. Rồi chúng ta cùng nhìn lên cái mẫu câu động từ tính từ. Động từ hoặc là tính từ cộng với tứ, cộng với một cụm từ hay là câu. Ở dạng 1 thì đằng sau tứ sẽ là một tính từ hoặc là một cụm tính từ, đúng không? Nhưng ở dạng 2 này thì sau tứ sẽ là một cụm từ, có thể là cụm động từ hoặc là một câu. Rồi, cô lấy ví dụ nhá. Bây giờ chúng ta chơi xổ số đi, mà chúng ta trúng thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Rất là cao xỉnh, rất là vui, đúng không nào? Rất là cao xỉnh. Rồi, thế thì khi chúng ta trúng 100.000, cái mức độ vui, cái mức độ cao xỉnh của chúng ta như thế nào nhỉ? Như nào? Vui đến mức mà cười lên, đúng không nào? Trúng 100.000 thì chỉ vui đến cái mức độ đó là cười thôi. Cao xỉnh tứa, xiao chỉ lái. Rồi, nếu chúng ta trúng 10 triệu đi. Nếu chúng ta trúng 10 triệu thì lúc đó cái mức độ cao xỉnh của chúng ta sẽ như thế nào? Cái mức độ vui của chúng ta sẽ như thế nào? Đúng rồi. Vui mừng đến mức mà hét lên. Cao xỉnh tớ ta hẳn ta chọc. Cao xỉnh tớ ta hẳn ta chọc. Thế rồi nếu chúng ta trúng 1 tỷ đi, hay 100 triệu thôi, được chưa? Thì cái mức độ cao xỉnh lúc đó của chúng ta sẽ không phải là ta hẳn ta chọc nữa, mà sẽ là gì? Theo là chỉ lại, nhảy cẫng lên. Theo là chỉ lại. Cao xỉnh tớ, theo là chỉ lại. Vui tới mức nhảy cẫng lên, được chưa? Thì đó chính là cái cách dùng của bổ ngữ trạng thái dạng 2 này. Và cái mẫu câu này thì chúng ta sẽ tạm dịch là gì? Cái gì đó đến mức mà như thế nào đó, được chưa? Ví dụ, vui đến mức mà cười tươi, cao xỉnh tớ, theo là chỉ lại. Vui đến mức mà hét lên, cao xỉnh tớ ta hẳn ta chọc. Vui đến mức mà nhảy cẫng lên, cao xỉnh tớ theo là chỉ lại. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại ví dụ của cô. Ví dụ 1 này. Em trai vui đến mức nhảy cẫng lên. Tỷ tỷ cao xỉnh tớ theo là chỉ lại. Được chưa? Cao xỉnh tính từ cộng với tớ cộng với theo là chỉ lại, một cái cụm động từ. Cao xỉnh tớ theo là chỉ lại, vui đến mức nhảy cẫng lên. Rồi, tiếp theo câu số 2. Rồi, câu số 2. Khi mà chúng ta bận ấy, máng là bận, được chưa? Thế khi chúng ta bận thì có các cái mức độ nào của bận nhỉ? Ví dụ, bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Bận đến mức không có thời gian ăn cơm. Máng tớ
không có thời gian ăn cơm, mấy thời gian chứ phản. Mắng tớ mấy thời gian chứ phản. Hay bận đến mức không có thời gian nói chuyện với mọi người. Mắng tớ mấy thời gian cân rấn léo thiên hoặc cân rấn xô hỏa. Được chưa? Rồi chúng ta cùng quay lại ví dụ. Rấn mân mắng tớ mấy thời gian cân bía rấn chuyện miệng. Bận đến mức không có thời gian gặp gỡ người khác. Được chưa? Mang tớ mấy thời gian cân bía rấn chuyện miệng. Không có thời gian gặp gỡ người khác. Rồi tiếp theo ở đây, câu số 3 ở đây là chúng ta có cái động từ cảm tụng. Cảm tụng có nghĩa là gì? Cảm động. À bây giờ năm hết Tết đến rồi, nhưng mà năm nay vẫn chưa có tiền để về quê ăn Tết với bố mẹ. Thế là tự nhiên sếp thưởng cho 500.000. Vậy chúng ta có cảm động không? Có cảm tụng không? Cảm động đến mức nào? Cảm tụng tớ. Tuệ. Như thế nào nhỉ? À, liếu xa là giản lệ. Cảm động đến mức mà rơi nước mắt, đúng nào? Cảm tụng tớ liếu xa là giản lệ. Rồi, nếu mà sếp cho chúng ta 10 triệu về ăn Tết, không phải là 1 triệu nữa, mà là 10 triệu. Thế thì lúc đó chúng ta sẽ cảm động như thế nào? Có phải là cảm tụng tớ liếu xa là giản lệ không? Cảm động rơi nước mắt không? Không, lúc này thì sẽ là gì? Cảm động tớ xua bù chu hỏa lại. Cảm động đến mức mà không nói nên lời, đúng không nào? Đó mới là cái mức cao nhất của cảm động, đó chứ ạ. Đó chính là câu số 3 của chúng ta. Tha cảm động tớ xua bù chu hỏa lại. Xua bù chu hỏa lại. Không nói nên lời. Cảm động tớ xua bù chu hỏa lại. Cảm động đến mức không nói nên lời. Được chứ ạ. Rồi câu số 4 của chúng ta. À, đó chính là từ lạ. Là tính từ cay. Rồi cay, cay thì chắc chỉ có là gì? Cay đến mức mà rơi nước mắt, đúng không nào? Thế thì cay đến mức mà rơi nước mắt thì sẽ là gì đấy? Là tớ liếu xa là hiện lệ. Rồi chúng ta cùng xem ví dụ số 4. Chơi cờ chạy, thay là lợ. Món này cay quá. Là tớ úa hiện lệ chứ liếu. Rồi cay đến mức mà nước mắt của tôi cứ chảy ròng ròng. Chứ ở đây có nghĩa là thẳng. Thế thì chúng ta tưởng tượng là gì? À, nước mắt mà trôi thẳng xuống như này thì được miêu tả là gì? À, nước mắt chảy ròng ròng, đúng không nào? Rồi, chúng ta cùng đọc lại 4 câu nhé. Tì thì cao xỉnh tớ theo là chỉ lái. Em trai vui đến mức nhảy cẫng lên. Rấn mất mắng tớ mấy thời gian cân bía rấn trên miệng. Mọi người bận đến mức mà không có thời gian gặp gỡ người khác. Tha cảm tụng tớ xua bù chu hoa lại. Anh ta cảm động tới mức không nói nên lời. Chơi cờ chạy, thay là lọ. Món này cay quá. Là tớ úa giàn lây chứ liếu. Cay tới mức mà nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng. Rồi, ok, chúng ta đã nắm được chưa nhỉ? Tiếp theo cùng luyện tập. Rồi, tương tự như các bài khác thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng cái mẫu câu với từ tứ bốn cái trạng thái dạng 2 đó để hoàn thành các cái câu dưới đây. Câu 1. Úa giá thấn tớ. Giá, răng. Giá, răng. Ủa giá, thấn, đau. Răng đau tới mức mà làm sao? Là chúng ta cả tưởng tượng xem nào. Khi chúng ta đau răng thì chúng ta đau tới mức là gì nhỉ? À, không muốn ăn gì, đúng không nào? Giá thấn tớ, 什么都不想吃. Giá thấn tớ, 什么都不想吃. Đau tới mức mà không muốn ăn gì cả. Được chưa ạ? Hay là có những bạn đau răng tới mức mà không muốn nói chuyện, đúng không nào? Giá thấn tớ bù xiảng xua hỏa lọ. Đau tới mức mà không muốn nói chuyện nữa rồi. Tiếp theo câu số 2. Jīn tiān tiān qì tài rè lọ. Hôm nay trời nóng quá. À, jīn tiān tiān qì rè tớ. Hôm nay trời nóng tới mức. Rè tớ, nóng tới mức như thế nào nhỉ? Thì tôi suy nghĩ một chút nào. Có cái mức độ nóng là như thế nào nhỉ? Ừ. Ví dụ là gì nhỉ? À, khi trời nóng chúng ta tưởng tượng là gì? Cá nó sẽ không lảng vảng ở trên mặt nước nữa, đúng không nào? Nó không dám ngoi lên mặt nước nữa. Lúc ấy chúng ta nói như thế nào? À, rửa tớ hứa lì tớ ý bù cản lù chú sủy miện. Được chưa? Hứa lì tớ ý, cá ở trong ao, cá ở trong hồ, bù cản, không dám lù chú, nổi lên sủy miện. Lù ở đây có nghĩa là lộ ra. Lù chu sủy miệng, nổi lên mặt nước. Được chưa? Hay là gì? Thiên qi rè de shi ren chuan bu guo qi lai.
rồi nóng tới mức không thở được, đúng không nào? Đã bao giờ chúng ta cảm nhận được cái cảm giác đấy chưa? Nóng tới mức không thở được ấy. Được chưa? Không thở được, 使人, khiến cho người ta 喘不过气来. Rồi đây chúng ta có từ 喘. Là từ mới được chưa? 喘气, 喘气 là hô hấp, thở. 喘不过气来, cả cái cụm này chúng ta ghi nhớ, đó là không thở được nhá. 热得使人喘不过气来, nóng tới mức khiến cho người ta không thể thở được. Rồi câu số 3, 看了这个电影, xem bộ phim này xong thì ta xiao de, cô ấy cười, cười tới mức như thế nào? Rồi khi mà cười quá là lớn thì thường là chúng ta sẽ bị đau bụng, đúng không nào? Rồi thế thì chúng ta sẽ nói như sao nhỉ? Ta xiao de tu zi teng, tu zi là cái bụng và teng đau. Ta xiao de tu zi teng, cười tới mức đau bụng, được chưa? Tiếp theo đó là điểm ngữ pháp về dạng lặp lại tính từ. Và hôm nay chúng ta sẽ học lặp lại tính từ đơn âm tiết, được chưa? Là đơn âm tiết, cô lấy ví dụ đó là âm tiết A. Khi lặp lại thì chúng ta sẽ có dạng A tở. Và nó mang nghĩa dùng để miêu tả cái đặc trưng của người hoặc là sự vật, biểu thị mức độ cao. Này, cô lấy ví dụ. Nǐ sòng de hua, hoa mà bạn tặng, khống khống đỏ, à đỏ rực hay đỏ rực rỡ. Ủa hấn xỉ khoan, tôi rất thích khống khống đỏ. Trên xe thảo lùi lùi đỏ, chỗ cỏ này lùi lùi đỏ, xanh xanh mơn mởn đi, được chưa? Trân theo lẻng, thật là đẹp. Tại vì nó nhấn mạnh cái mức độ mà, đúng không nào? Nhấn mạnh cái mức độ, cho nên là khi mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái từ như kiểu xanh mơn mởn đấy, được chưa? Để miêu tả cái mức độ. Câu 3 nè, ta bí zi xiao xiao de, zhang de xiang shui. Ồ, cái mũi của nó trông nhỏ nhỏ thế kia. Zhang de xiang shui, giống ai vậy? Câu 4, ni nữ er zhang de bai bai de, pang pang de, zhen ke ai. Con gái của bạn, bai bai de, à, trắng trắng, đúng không nào? Rồi là pang pang de, à béo, mũm mĩm đi. Chân khở ai, thật là đáng yêu. Rồi, đa phần thì các cái tính từ này là chúng ta không thể dịch được sang tiếng Việt, và chúng ta chỉ có thể hiểu với nhau, đó là nó muốn nhấn mạnh đến cái đặc điểm của sự vật thôi. Rồi, bây giờ làm cho cô bài tập nhá, sử dụng dạng lặp lại của tính từ đơn âm tiết. Tha tần nán thấu hiểu, bạn trai của cô ấy. Cửa dự đây là chiều cao, vóc dáng, dáng người nhá. Rồi, tính từ gì để miêu tả nhỉ? À, khi mà miêu tả cửa tự vóc dáng thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ cao, được chưa? Cao lớn đấy. Rồi, tha từ cửa tự cao cao đó. Ở đây thừa từ cửa tự bỏ đi cho cô. Tha từ cửa tự cao cao đó. Rồi, cái dáng người kiểu là rong rỏng, cao cao. Câu 2, tha từ nữ bạn hữu. Bạn gái của anh ấy, thấu phả. À, khi miêu tả về tóc thì chúng ta có thể sử dụng cho cô tính từ tráng. Thấu pha tráng tráng đỡ. Câu 3, chơi cái tàn cao, cái bánh ngọt này. Chân hảo chư, thật là ngon. À, bánh ngọt thì thường là có vị ngọt, đúng không nào? Thiến thiến đỡ, thiến thiến đỡ. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Cùng đọc từ mới với cô nào. Chẳng sư, chẳng sư, thành phố. Ý cửa chống sự, một thành phố. À, lượng từ của chống sự ngoài cửa ra chúng ta cũng có thể sử dụng cho cô lượng từ chỗ. Chỗ. Ý chỗ chống sự. Được chưa? Đọc là chỗ. Ý chỗ chống sự cũng được nhé. Đà chống sự, đà chống sự, thành phố lớn. Lùi yếu chống sự, lùi yếu chống sự, thành phố du lịch. À, các bạn nghĩ xem là thành phố du lịch ở Việt Nam là các thành phố nào nhỉ? 旅游城市我想去其他城市看一看 tôi muốn tới thành phố khác để xem một chút. 我想去其他城市看一看 từ số 2, 皮鞋 皮鞋 皮 là da, 皮鞋 giày da. 一双皮鞋 một đôi giày da.
新皮鞋，新皮鞋。giày mới, giày da mới, 买皮鞋, mua giày da. 你送的小皮鞋和小帽子真漂亮。Rồi, giày da và mũ mà bạn tặng thì thật đẹp, 真漂亮. Từ số 3, trưởng. Trưởng, khi đọc là trưởng thì nó sẽ là động từ nhá. Trưởng ta là lớn rồi. Trưởng tớ phang phang đó, béo béo. Trưởng tớ hấn khở ai, trông rất đáng yêu. Tha trưởng tớ xiang sấy, cô ấy trông giống ai. Từ số 5, kiểm tra, kiểm tra. Kiểm tra zuo ye, kiểm tra bài tập. Kiểm tra yi xia, kiểm tra một chút. Hò hò kiểm tra, hò hò kiểm tra. Kiểm tra kỹ lưỡng, kiểm tra cẩn thận. Nǐ qù yī yuàn kiểm tra yi xia ba. Nǐ qù yī yuàn kiểm tra yi xia ba. Bạn tới bệnh viện kiểm tra một chút đi. Từ số 6, từ số 7. Quan xie, quan xie mang hai nghĩa, hoặc là quan hệ hoặc là liên quan. Sư sinh quan xie, quan hệ giữa thầy và trò. Bạn hữu quan xie, quan hệ bạn bè với nhau. Tha hờ xue sheng de quan xie, quan hệ giữa anh ấy và học sinh. Rén hờ rén de quan xie, quan hệ giữa người với người. Lẫn lẫn de, lạnh nhạt. Rén hờ rén de quan xie, lẫn lẫn de, quan hệ giữa người với người thì lạnh nhạt. Rồi chúng ta cùng chuyển sang phần luyện tập. Chúng ta có các cái từ đó là khở ai đáng yêu, chẳng sự, thành phố. Rú của, nếu như, chỉ có 3 từ, rất giản đơn đúng không? À đây chúng ta có từ quan hệ, quan hệ và từ bí zi là cái mũi, bí zi, mũi. Đọc cho cô câu 1 nào. 我的丈夫, chồng của tôi, 能少一些会议, bớt một vài cuộc họp. 他就会, thì anh ấy sẽ 多跟我和孩子在一起, cùng với tôi và con nhiều hơn. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ điền liên cặp quan hệ từ là nếu thì đâu nào. Nếu như chồng tôi bớt một vài cuộc họp thì anh ấy sẽ ở bên cạnh tôi và con nhiều hơn. Thế thì chúng ta sẽ chọn cho cô từ rú của, nếu như. Câu 2, 你觉得哪个最好玩? 你觉得, bạn cảm thấy 哪个, cái nào, 最好玩? Thú vị nhất. Ở đây chúng ta cần một danh từ đúng không nào? Đó chính là danh từ 城市. 哪个城市最好玩? Bạn cảm thấy thành phố nào thú vị nhất? Câu 3, 我和同屋, tôi và bạn cùng phòng. 不太好, không tốt lắm. Sau tơ cho nên chúng ta cần một danh từ hoặc cụm danh từ ở đây. 怎么办? Làm thế nào đây? Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng không tốt lắm. Rồi, quan hệ chúng ta điền cho cô từ 关系. 我和同屋的关系不太好. Quan hệ giữa tôi và bạn cùng phòng không tốt lắm. 怎么办? Làm thế nào đây? Câu 4. 我女朋友, bạn gái tôi, 高高的, cao này, 头发, 长长的, tóc dài này, rồi là 非常好看. Thế thì ở đây chúng ta cần một cái danh từ mà nó đồng loại với 头发. Nhìn lên bên trên thì chỉ có duy nhất danh từ 鼻子, cái mũi thôi đúng không nào? 我女朋友鼻子高高的, mũi cao này, 头发长长的, tóc dài này, 非常好看, rất là xinh đẹp. Câu 5, 那个小狗, con chó nhỏ kia, 真, 我们把它带回家吧, chúng ta hãy đem nó về nhà đi, 把它带回家, đem nó về nhà. Con chó kia thật là đáng yêu đúng không nào? 可爱, 那个小狗, 真可爱, con chó cái thật đáng yêu. 我们把它带回家吧. Chúng ta đem nó về nhà đi. Bài số 2. Mì, gạo. Kiểm tra, kiểm tra. Công chín, kg. Rân với, cho rằng. Xóa giá, đánh răng. Chín thiên xà ủ, chiều hôm nay. Nì chuyên nở lơ, bạn đi đâu vậy? 我的车, xe của tôi, tổng sự yếu vấn thí. Lỗi suốt, 我去, là ý xả, tôi đi sửa một chút đúng không nào? Tôi đi kiểm tra một chút đúng không nào? 我去检查 ý xả. Câu 7, 你想买点什么? Bạn muốn mua gì nào? 给我来一苹果, cho tôi một cân táo, thì sẽ là gì? 一公斤苹果.
你有多高？你有多高？ Bạn cao bao nhiêu? À, mỉ thì ở đây ngoài nghĩa là mét, à ngoài nghĩa là gạo ra nó còn mang nghĩa là mét nữa. Cho nên ở đây chúng ta sẽ điền là y mỉ chi ủ 1m75. Được chưa? Câu 9. 你怎么刚吃饭? Ồ, sao bạn lại vừa mới ăn cơm à? 今天起晚了, hôm nay thức dậy muộn. 以后, sau này, 就来上课了. Rồi. 刷牙以后就来上课了. Vì thức dậy muộn, cho nên là đánh răng xong một cái là tới là đi học luôn. 刷牙以后就上课了. 咱们去南方玩玩吧. Chúng ta tới phía Nam, phương Nam chơi đi. 我, tôi, 还是北方更好玩一下, phương Bắc vui hơn, thú vị hơn. À, tôi nhận vậy, cho rằng thể cái quan điểm của mình, tôi cho rằng phương Bắc vui hơn. 我认为北方更好玩一下, vui hơn. 好, 今天的课我们就上到这里, 我们下一课再见, hẹn gặp lại các bạn vào tiết sau, bye bye.